súng bắn điện mới của Nga. Quý vị thính giả thân mến, tại Đại hội thi đua quyết thắng toàn quân lần thứ 9, ngày 1 tháng 7 năm 2015, trong danh mục các loại vũ khí Việt Nam sản xuất có súng bắn tỉa hạng nặng OSP-96. Nếu thông tin Việt Nam sản xuất súng bắn tỉa OSP-96 được xác nhận, thì đây là loại súng bắn tỉa hạng nặng thứ hai sau khẩu KSVK cùng cỡ nòng 12,7mm Việt Nam sản xuất thành công theo nguyên mẫu của Nga. Súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 phiên bản Nga có thể phá hủy các phương tiện bọc giáp hoặc tiêu diệt bộ binh ở cự ly tới 2.000m, được Nga nghiên cứu và phát triển vào đầu những năm thập niên 1990 và được đưa vào sản xuất và trang bị cho các đơn vị đặc nhiệm Nga vào năm 1994. Súng do phòng thiết kế KBP phát triển và sản xuất. Theo giới thiệu của nhà sản xuất, OSV-96 hoạt động theo nguyên tắc trích khí với bệ khóa nòng gắn khóa nòng xoay. Khóa nòng của súng có 4 mấu. Bộ phận trích khí bố trí về phía bên trái nòng súng, giải pháp thiết kế này có tác dụng làm giảm độ nảy lên của súng khi bắn. OSV-96 có chiều dài tổng thể 1.746mm, nòng dài 1.000mm, trọng lượng không có kính ngắm quang học 12,9kg. Súng sử dụng hộp tiếp đạn cỡ nòng 12,7x108mm với cơ số 5 viên, sơ tốc đầu nòng đạt 860m một giây. Súng trang bị kèm theo kính ngắm quang học hoặc quang điện tử, cho phép tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 2.000m. Đạn xuyên giáp của OSV-96 có thể bắn thủng giáp dài 20mm ở khoảng cách 700m. OSV-96 có bộ phận loa che lửa đầu nòng độc đáo, tác dụng làm giảm lực giật và tăng độ chậm khi bắn. Bắn súng làm bằng gỗ, bổ sung thêm một ốp tỳ bằng cao su, giúp giảm lực giật tác động vào vai xạ thủ khi bắn. Thân súng có thể gập lại khi hành quân, giúp mang vác dễ dàng hơn. Xạ thủ cũng có thể mang theo súng bên trong các xe thiết giáp chở quân. OSV-96 hiện đang được sử dụng trong các đơn vị đặc nhiệm của Cơ quan An ninh Liên bang và một số đơn vị quân đội Nga. Súng bắn tỉa hạng nặng OSV-96 cho phép binh lính Nga vô hiệu hóa các phương tiện chiến đấu của đối phương một cách hiệu quả. Trước khi xuất hiện thông tin Việt Nam sản xuất súng OSV-96, phiên bản Việt Nam của khẩu KSVK cũng đã được Viện Nghiên cứu Vũ khí Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất thành công với một số cải tiến phù hợp với Việt Nam. Mỹ tăng chi tiêu quân sự, Trung Quốc đứng ngồi không yên. Quý vị thính giả thân mến, giới chuyên gia cho rằng việc Trung Quốc tăng ngân sách quốc phòng có thể đẩy mạnh hơn hiện diện quân sự của Mỹ ở Biển Đông, tạo nên thách thức an ninh lớn cho Trung Quốc. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Tổng thống Donald Trump đã kêu gọi tăng chi tiêu quốc phòng trong năm tài khóa tới thêm 54 tỷ đô la, con số tương đương 10% ngân sách hiện tại. Khoản tiền này phần lớn đến từ việc cắt giảm ngân sách cho ngoại giao và bảo vệ môi trường. Trump nói với các thống đốc bang tại Nhà Trắng rằng kế hoạch của ông là tăng kỷ lục chi tiêu quốc phòng nhằm xây dựng lại quân đội Mỹ vốn đang suy kiệt. 54 tỷ đô la cũng là con số lớn chưa từng có. Ông Trump nói, chúng ta cần đảm bảo rằng các binh sĩ của chúng ta có đủ những nguồn lực để ngăn chặn chiến tranh và khi cần chiến đấu, điều họ làm duy nhất đó là chiến thắng. Reuters dẫn lời một quan chức quân sự biết rõ về đề xuất của ông Trump cho hay, Tổng thống Mỹ yêu cầu chi nhiều tiền hơn cho máy bay chiến đấu, đóng tàu và tăng cường sự hiện diện ở những tuyến đường biển quốc tế quan trọng như Biển Đông. Kế hoạch tăng ngân sách quân sự như thế này là hiếm thấy trong bối cảnh Mỹ không tham gia vào một cuộc chiến lớn nào, mặc dù đứng đầu liên minh chống tổ chức nhà nước Hồi giáo tự xưng IS ở Iraq và Syria. Tuy nhiên, ông Trump có phản ứng như vậy cũng là điều dễ hiểu sau thời kỳ chi tiêu quân sự bị cắt giảm dưới chính quyền cựu Tổng thống Barack Obama. Các nhà phân tích nhận định động thái này sẽ tác động tới Trung Quốc. Song Chongping, một nhà phân tích quân sự của Phoenix TV cho hay, Trump coi Trung Quốc là một trong những đối thủ chính. Việc nâng cấp lực lượng hải quân và không quân Mỹ có thể bao gồm việc tăng cường năng lực chiến đấu ở Biển Đông, Biển Hoa Đông và thậm chí là cả ở bán đảo Triều Tiên, khu vực chắc chắn liên lụy đến Trung Quốc. Đáp lại đề nghị của ông Trump, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết Mỹ nên tôn trọng những nỗ lực từ phía Trung Quốc và các nước khu vực Đông Nam Á nhằm giữ an ninh ổn định tại Biển Đông. Chúng tôi hy vọng các chính sách của Mỹ sẽ không gây bất lợi cho hòa bình và ổn định quốc tế, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng cho biết. Các chuyên gia phân tích quân sự kêu gọi Bắc Kinh tiếp tục tăng chi tiêu quốc phòng lên hai con số để đối phó với nhiều thách thức trong và ngoài nước. Chi tiêu quốc phòng tăng từ 7,6% so với cùng kỳ năm 2016, đạt mức 954 tỷ nhân dân tệ, khoảng 143,7 tỷ đô la, đánh dấu mức tăng thêm một con số đầu tiên kể từ năm 2010. Global Times, ấn phẩm phụ của People's Daily, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã đăng một bài xã luận kêu gọi tăng gấp đôi chi tiêu quân sự trong năm nay. Bài viết nhận định, trong năm 2016, tình hình quốc tế đã thay đổi đáng kể. Trung Quốc hiện phải đối mặt với những nguy cơ mang tính chiến lược đang nổi lên.
Việc Mỹ gia tăng chi phí quân sự khiến Trung Quốc khó có thể ngồi yên. Giới quan sát cũng lo ngại về khả năng bùng phát cuộc chạy đua vũ trang mới ở khu vực. Tuy nhiên, ông Tao Wenzhao, chuyên gia nghiên cứu quan hệ Trung Mỹ tại Học viện Khoa học Xã hội Trung Quốc cho biết, vẫn còn quá sớm để dự đoán về chạy đua vũ trang giữa Trung Quốc và Mỹ, bởi ưu tiên hàng đầu của quân đội Mỹ hiện nay nhiều khả năng dành cho khu vực Trung Đông. Làm cách nào để tăng ngân sách và xây dựng lực lượng quân đội, hay việc sử dụng sức mạnh này như thế nào là hai câu hỏi hoàn toàn khác nhau, ông Tao phát biểu. Nhà bình luận quân sự Song thì cho rằng Trung Quốc không cần thiết cần phải tăng nhiều chi tiêu như Mỹ để nâng cao năng lực quân sự và sẵn sàng tham chiến. Quân đội Trung Quốc đang thu hẹp lại và tái cơ cấu. Điều này có thể làm tăng mức chi cho bình quân đầu người. Theo ông David Sambor, chuyên gia người Mỹ về Trung Quốc thuộc Đại học George Washington, tính cạnh tranh trong mối quan hệ Mỹ-Trung gần đây đã trở nên mạnh mẽ hơn. Giáo sư David cho biết, Mỹ-Trung đều đang cố gắng gia tăng ảnh hưởng trong khu vực, song sự cạnh tranh chiến lược giữa hai quốc gia hiện nay là cạnh tranh mềm. Theo ông, Mỹ và Trung Quốc đang đi trên hai con đường, đôi bên để ý động thái của nhau, tương tác với nhau nhưng không đối đầu trực diện. Học giả Travis Sambor nhận định, chiến tranh lạnh cũng là một hình thức, một cách diễn đạt mà chúng ta có thể dùng để mô tả quan hệ của hai quốc gia này. Chuyên gia Mỹ đánh giá, việc Tổng thống Trump mới đây khẳng định tôn trọng một Trung Quốc cho thấy ông đang đi theo chính sách của các chính quyền Mỹ trước đó. Nguyên tắc một Trung Quốc là nền tảng của quan hệ Mỹ-Trung, nên việc ông Trump công nhận nó đảm bảo rằng từ nay, Washington có thể bàn bạc, thương lượng với Bắc Kinh về các vấn đề khác. Phi công Việt Nam được huấn luyện trên Casa-295. Theo báo Phòng không Không quân, thời gian tới, phi công máy bay vận tải Việt Nam sẽ được huấn luyện với máy bay hai động cơ mới Casa-C-295. Thông tin này được Đại tá Nguyễn Tiến Học, trưởng phòng đào tạo trường sĩ quan không quân, nói đến trong bài viết đổi mới chương trình, quy trình đào tạo phi công quân sự là cần thiết. Theo dự kiến của quân chủng và của Bộ Quốc phòng, JAC-130 là loại máy bay hiện đại thế hệ 4 và nó tương thích với trang thiết bị của các loại máy bay Su-27, Su-30. Do đó, nó rất thuận lợi cho việc phi công sau khi tốt nghiệp đào tạo tại trường sĩ quan không quân về chuyển loại đào tạo tại đơn vị trên các loại máy bay Su-27, Su-30. Về đào tạo phi công vận tải hay phi công trực thăng cũng tốt nghiệp trên các loại máy bay mới hơn, hai động cơ, theo dự kiến, sẽ là máy bay Casa-295, Casa-212, Đại tá Nguyễn Tiến Học cho biết. Trước khi báo Phòng không Không quân đăng tải thông tin này, truyền thông phương Tây hồi đầu năm 2016 đã cho biết Việt Nam sẽ mua thêm máy bay C-295 và NC-212Y mới. Nếu như thông tin Việt Nam đặt mua 3 chiếc NC-212Y đã được Việt Nam và phía công ty Airbus Defence and Space xác nhận thông qua bản thống kê số lượng máy bay quân sự đặt hàng, chuyển giao và vận hành tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2015, thì việc chúng ta mua thêm vận tải cơ C-295 là khá bất ngờ. Hiện nay, Không quân Nhân dân Việt Nam được trang bị 3 máy bay vận tải C-295M chuyển giao theo hợp đồng ký kết vào năm 2013, có giá trị khoảng 100 triệu đô la. Tính đến cuối năm 2015, cả 3 chiếc C-295M đều đang phục vụ tại Lữ đoàn 918. Tuy nhiên, với phạm vi hoạt động rộng, trong khi phần lớn các máy bay AN-26 đều đã quá cũ, thì chỉ 3 chiếc C-295M là khó có thể đáp ứng hết nhu cầu sử dụng. Việc đặt mua thêm C-295 sẽ là giải pháp tối ưu giúp đảm bảo năng lực, vận tải và giảm quá trình đào tạo trên dòng máy bay mới. Chưa rõ nhà máy nào sẽ chịu trách nhiệm chế tạo những chiếc C-295 mới, nhưng khả năng cao vẫn là dây chuyền ở Seville, Tây Ban Nha, nơi từng lắp ráp 3 chiếc C-295M cho Việt Nam. Nhiệm vụ không ngờ của C-295M. Dù là vận tải cơ, nhưng máy bay C-295M của Việt Nam đang đứng trước cơ hội trở thành máy bay cường kích và săn ngầm bằng loạt trang bị mới. Theo thông tin vừa được công bố, tập đoàn Airbus Defence and Space đã ký thỏa thuận với hãng Roketsan Thổ Nhĩ Kỳ về việc tích hợp các hệ thống vũ khí do hãng này phát triển cho dòng máy bay vận tải C-295W. Hay nói cách khác là phát triển phiên bản cho nhiệm vụ cường kích hạng nhẹ trên nền tảng dòng máy bay vận tải C-295. Nội dung được ký kết sẽ tích hợp lên máy bay C-295W gồm rocket dẫn đường laser Sirius cỡ 70mm, tên lửa chống tăng UMTAS và bom thông minh MK-81 155kg và MK-82 270kg lắp bộ dẫn đường chính xác cao. Điều đặc biệt là C-295W là phiên bản mở rộng của dòng máy bay vận tải C-295 với cánh phụ ở đầu cánh chính, nâng cấp động cơ đem lại hiệu suất bay tốt hơn. Cơ bản thì C-295W vẫn sử dụng khung thân gốc phiên bản tiêu chuẩn máy bay vận tải C-295M xuất khẩu tới Việt Nam và nhiều nước khác. Chính vì thế, nếu nâng cấp thành công C-295W trang bị vũ khí dẫn đường thì sẽ mở ra cơ hội cho các máy bay vận tải C-295 của Việt Nam trở thành cường kích hạng nhẹ. Ngoài ra, những máy bay vận tải C-295M
như của Việt Nam hoàn toàn có thể trở thành máy bay tuần tra sang ngầm nhờ vào gói nâng cấp do tập đoàn PT Dirgantara của Indonesia thực hiện. Theo hãng thông tấn Antara News, hiện nay nhà sản xuất này của Indonesia đang sản xuất CN295, phiên bản của chiếc C295. Những nhiệm vụ của chiếc CN295 này bao gồm vận tải quân sự đối phó với những tình trạng khẩn cấp và di tản y tế, tìm kiếm cứu nạn, tuần tra hàng hải, hoặc thậm chí là các nhiệm vụ phức tạp hơn như tác chiến chống ngầm hoặc trinh sát điện tử. Máy bay vận tải chiến thuật CN295 được trang bị hai động cơ tua bin cánh quạt, cho phép đạt tốc độ tối đa gần 600 km/h, tầm bay tới 4.600 km, trần bay 9.100 m. Máy bay có khả năng chở 71 người cùng 2 phi hành đoàn hoặc hơn 9 tấn hàng hóa. Hiện nay Việt Nam hiện đã nhận bàn giao 3 chiếc vận tải C-295M của Airbus và biên chế về Lữ đoàn Không quân 918 đóng tại Gia Lâm, vốn trước đó đang vận hành các máy bay vận tải AN-26 sắp hết niên hạn sử dụng. So với AN-26, C-295M có tải trọng gần gấp đôi, tầm bay xa hơn và khả năng cất hạ cánh đường băng ngắn cùng hệ thống điện tử hàng không tiên tiến. C-295M được trang bị cặp động cơ tuốc bin cánh quạt do Canada sản xuất PVK-127G với cánh quạt 6 lá, cung cấp tải trọng, tốc độ và hành trình bay tương tự như phiên bản CN295 do Indonesia sản xuất. Thủy quân lục chiến Mỹ tiếp nhận nguyên mẫu xe bọc thép lội nước mới. Quý vị thính giả thân mến, ngày 27 tháng 2, theo trang tin quân sự Defense News, hãng chế tạo SEAC đã giới thiệu nguyên mẫu xe bọc thép lội nước mới ACV-1.1 dành cho thủy quân lục chiến Mỹ trong buổi lễ chính thức tại Charleston, bang South Carolina. Nguồn tin trên cho biết thêm, ngay trong tháng 3 năm 2017, thủy quân lục chiến Mỹ sẽ nhận 16 chiếc ACV-1.1 dành cho quá trình chạy thử và đánh giá chất lượng sản phẩm. Giám đốc SEAC Tom Watson cho biết, chúng tôi tin tưởng vào các công nghệ mới được áp dụng trên xe bọc thép lội nước sẽ tăng cường khả năng đổ bộ của lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ hiện tại và trong tương lai. Toàn bộ các nguyên mẫu ACV-1.1 nói trên đều được sản xuất tại cơ sở của tập đoàn Bae System tại Mỹ. Theo các thông tin công khai, xe ACV mới có kết cấu 8x8 bánh hơi, được trang bị công nghệ kháng mình V-Hull và có chiều cao thân xe gần gấp đôi binh sĩ Mỹ có chiều cao trung bình. Thiết kế xe ACV được dựa trên nguyên bản xe bọc thép Super AV của hãng chế tạo Italia Iveco với một số cải tiến. Trong đó đáng kể nhất là việc nâng cấp động cơ lên 700 mã lực. Điều này rất cần thiết để mở ra hướng nâng cấp giáp bảo vệ hoặc lắp đặt thêm thiết bị đi kèm trên khung gầm xe ACV trong tương lai. Đại diện Bae System cho biết, xe ACV có thể chở theo 13 binh sĩ và 3 thành viên kiếp lái. Xe có khả năng tự hành cao kể cả khi một số bánh xe bị phá hủy. Giới chuyên gia quân sự Mỹ đánh giá, xe ACV đã khắc phục nhiều yếu điểm căn bản của xe AAV bánh xích vốn được trang bị trước đây. Với thiết kế cũ, xe AAV dù có đặc tính lội nước rất tốt nhưng lại dễ tổn thương bởi bom ven đường và chất nổ tự tạo IAD. Nhược điểm này thể hiện rõ ràng trong các hoạt động quân sự của thủy quân lục chiến Mỹ tại chiến trường Cận Đông. Khả năng ít biết của radar phòng không 3D của Việt Nam. Quý vị thính giả thân mến, hiện nay thì quân chủng phòng không không quân Việt Nam đang được trang bị radar kiểm soát hàng không và phòng không 3D LM-2288ER do Israel sản xuất. Thông tin về hệ thống, việc Việt Nam trang bị hệ thống radar tối tân này được báo Quân đội Nhân dân Phòng không không quân cho biết. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, Việt Nam đã mua trong thời gian gần đây nhiều loại vũ khí khí tài trang bị hiện đại như máy bay Su-30MK, tên lửa C-300PMU-1, tàu ngầm Kilo, nhiều loại radar mới như Conjuga 36D6M và đặc biệt là radar tầm xa ELM-2288ER. Khác với đài radar hiện có thường xuất xứ từ có nước bạn truyền thống thuộc Liên Xô cũ ELM-2288ER có xuất xứ từ đất nước Israel, một quốc gia có nền khoa học quân sự tiên tiến. Hiện tại, hệ thống radar cảnh giới ELM-2288ER đã được Việt Nam đưa vào sử dụng tại sư đoàn 377 bảo vệ Trường Sa. Theo giới thiệu từ nhà sản xuất, ELM-2288 là loại radar kiểm soát hàng không và phòng không 3D AD-STAR tiên tiến. Hệ thống ELM-2288 được thiết kế có nhiệm vụ hỗ trợ phòng không, cảnh báo sớm cũng như các hoạt động kiểm soát hàng không. Với hệ thống điện tử kỹ thuật số, loại radar này không chỉ cung cấp dữ liệu 3D có độ chính xác về các mục tiêu mà còn tự động theo dõi mục tiêu dựa trên các thông số mục tiêu được lập trình trước. ELM-2288 gồm nhiều máy phát và thu kỹ thuật số đảm nhiệm nhiệm vụ cảnh báo với độ tin cậy và tính sẵn sàng chiến đấu cao. Ngoài ra, hệ thống radar còn có thể tích hợp hệ thống nhận dạng bạn hay thù
cùng các anten phụ gắn trên anten chính cho phép nó giải mã và theo dõi mục tiêu. Những anten này còn có thể gấp lại cho phép xe tải vận chuyển được trên mọi địa hình, thậm chí có thể vận chuyển bằng máy bay C-30AC. ELM-2288 hiện gồm hai phiên bản ELM-2288MR và ELM-2288ER. Trong đó, ELM-2288MR là loại radar tầm trung với một dàn anten gồm 32 hàng có phạm vi hoạt động trên 300 km, còn ELM-2288ER là loại tầm xa mở rộng gồm 60 hàng anten có phạm vi hoạt động trên 430 km, cực đại đến 480 km. Phiên bản chính xác của ELM-2288ER mà Quân đội Nhân dân Việt Nam đang sử dụng được trang báo Quân đội Nhân dân xác nhận trong bài viết chủ động nghiên cứu cải tiến, đồng bộ và tích hợp sử dụng vũ khí, khí tài phòng không hồi đầu năm 2014. Bài báo cho biết, các sản phẩm sáng kiến cải tiến kỹ thuật đảm bảo đồng bộ phục vụ huấn luyện khai thác sử dụng, làm chủ vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, có trong biên chế đặc biệt là các loại khí tài mới như radar ELM-2288ER, các loại vũ khí, khí tài cải tiến như radar P-18M, tên lửa C-125M, 2TM, khí tài pháo phòng không 37mm đánh đêm. Các bạn vừa theo dõi video Việt Nam sản xuất súng bắn tỉa mới của Nga. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Nếu thích video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Nhớ subscribe để chia sẻ những video mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.